Xin chào toàn thể các bạn đã quay lại với kênh Đố 10 Container. Thì hôm nay mình chia sẻ các bạn một cái mẫu thiết kế nhà container cho khách hàng ở Quảng Bình các bạn ạ. Từ công ty mình đi vào đến Quảng Bình là cung đường tương đối xa. Đấy nên là mình làm cho khách hàng. Thứ nhất là khách hàng đã từng mua sản phẩm của bên mình rồi. Đấy, rất tin tưởng về cái độ bền cũng như là độ thẩm mỹ. Và tiếp tục khách hàng năm nay tiếp tục đặt một cái con nhà container này cho anh em công trình công nhân. Thì cái kích thước nhà container này có kích thước là rộng là 3 m, dài là 6 m. Bên trong là có một vệ sinh khép kín và có hai bộ giường tầng. Thì từ trước đến giờ mình chưa quay, năm ngoái mình cũng làm rất nhiều các cái giường tầng cho anh em rồi nhưng mà chưa quay. Trong video này mình sẽ quay cho anh em biết cái giường tầng bên mình làm. Đấy thì bên vào bên trong cái nhà container này, chúng ta đi vào trong. Thì ở đây là hai bộ giường tầng các bạn nhé. Như thế này là mình đặt được là tương đương với ở được 4 người. Đấy. Nếu mà các bạn mà làm muốn ở được thêm người thì có thể làm sang đây, đăng giường đăng kê bên tay phải, ta làm thêm hai bộ nữa ta kê sang bên tay trái là được, vì trong này có vòng vệ sinh khép kín rồi. Nếu mà không có vệ sinh khép kín thì ta lại còn kê thêm giường được nữa đấy. Một văn phòng rất đầy đủ cho anh em công nhân, rất chu đáo, một bác chủ rất quan tâm đến đời sống của anh em đấy. Thứ nhất là anh em ta sau ở công trình có cái văn phòng hoặc là có chỗ nghỉ ngơi sau những cái giờ làm việc vất vả, lại có một cái nhà vệ sinh khép kín thì quá thoải mái rồi. Trong cái nhà công này thì mình thiết kế thi công là bao gồm một cửa ra vào và một cửa sổ. Đấy. Thì toàn bộ các cái hệ thống dây điện là mình cho vào ống gen đi chìm hết vào bên trong tường rồi. Đấy, đây là tủ điện và automat của điều hòa. Đấy, và các vị trí ổ cắm công tắc là mình đã đi chìm hết ở bên trong rồi. Chúng ta hoàn toàn về chỉ việc sử dụng thôi, không vấn đề gì hết. Đấy, tường và trần là mình ốp bằng tấm tôn nội thất cao cấp 3 lớp, lớp dây bạc, lớp xốp và đến lớp tôn. Đấy, nền mình trải xi mi rồi. Đấy, trong quá trình vận chuyển từ đây Quảng Bình cung đường rất xa nên là mình bọc cái chân giường vào để nó khỏi bị rách cái xi mi hỏng nền và tránh va quẹt xuống. Trong các cái giường mình đều tính ở các cái đầu giường. Đấy, là mình đều có cái ổ điện để sau này anh em có thể nằm, có thể sạc điện thoại vào được. Đấy. Đây chúng ta cùng đi tìm hiểu vào bên trong cái nhà vệ sinh này. Cửa nhà vệ sinh là có một cái automat. Cái automat là mình chạy trực tiếp từ ngoài tủ tổng vào đến đây luôn chứ không cấu từ ổ cắm đây đâu, nên nó hoàn toàn sử dụng yên tâm. Đấy. Bên trong là đường nước, là đường cấp nước nóng và lạnh, là mình chạy toàn bộ ống nhiệt. Đấy. Đây là mình đang lắp cái thiết bị vệ sinh cho anh em công trình công trường, thì mình lắp cái loại bình thường thôi. Bạt rồi là sen rồi chậu rửa là loại bình thường thôi. Còn nếu mà sau này mà khách hàng mà có nhu cầu muốn làm nhà để ở lâu dài bền ấy, thì ta có thể sử dụng các cái thiết bị trông nó thẩm mỹ hơn như bệt liền khối rồi là sen cây rồi là chậu rửa. Thế còn tùy theo công năng, chỉ cho anh em công trình công trường bình thường thôi thì ta làm vật tư bình thường. Đấy. Đấy, còn về có quạt thông gió để hút mùi ra bên ngoài. Cửa là mình làm bằng cửa nhôm hệ rồi. Nền là bằng nền gạch chống trơn. Đấy, ốp bằng tấm nhựa vân đá anh em nhé. Đấy, thì anh em nào có cái nhu cầu muốn làm các cái nhà container này cho anh em ở văn phòng, rồi là anh em công nhân ở công trình công trường nghỉ ngơi làm việc đấy, mà sau này hết cái thời gian thi công ở công trình ấy xong thì anh em lại có thể di chuyển đi được, chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác được đấy, mà không mất công thao dỡ so với các cái nhà tôn truyền thống hay là các cái nhà dựng tạm bợ. Thì chúng ta sau này cũng phải đập đi hoặc phá đi, nó mất rất nhiều thời gian mà nó không được cái độ đẹp thẩm mỹ được. Như các cái phòng như này chúng ta chỉ cần đặt một cái điều hòa cái này anh em ngủ nghỉ là quá ok luôn. Cái độ bền của cái nhà container thì mình khẳng định các bạn trên 30 năm các bạn ạ. Sau các bạn dùng khoảng 10 năm mà nó han bên ngoài nó bụi bẩn chẳng hạn thì chúng ta có thể trà mài đi và sơn lại một lớp sơn nữa là ok, rất bền. Đây là đang trong quá trình mình vận chuyển hai container, một container đi cho khách hàng ở Quảng Bình và một container cho khách hàng Hà Tĩnh. Hai con này mình kéo cùng một chuyến luôn. Thứ nhất để giảm chi phí cho quý khách hàng. Đấy, mình sẽ chia đôi cái cước này, chia đôi cho hai người. Một người thì phải chịu chung cước các bạn nhé. Đấy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến cái sản phẩm nhà container của bên mình. Đấy, các bạn có thấy hay hãy like, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Đấy, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.